You want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see the Rồi, xin chào mọi người nhá. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhá. Hello anh em. Nay uh, tranh thủ livestream bán ác, cái rồi đi live lớp hồ gà không gọn mất. Vừa mới ra ngoài về đây chưa kịp live origin buổi tối nữa. Chào uh, Hưng Nguyễn nha, chào Hữu Cương, hello uh, Nguyễn uh, Xuân Tiến, chào Thành Trung. Thôi thì anh em cũng uh, rất nhiều bạn muốn xem bán ác thì có lẽ mình làm quả series hàng tuần đi cho anh em dễ xem nhỉ. Chứ thật sự nói thật anh em nhiều khi <laughs> anh em cứ bảo tôi live bán ác đi mà tôi thành áp lực luôn đấy nhiều khi tôi không like được mà tôi áp lực luôn đấy nhận kèo anh em xong không like được nhiều khi anh em cần tiền cần tiếp thì thôi để cố gắng uh, thứ năm bằng tuần chào thành trung chào toản nhá vào việc luôn để mình còn 8 giờ mình phải like khác không bận anh em ạ con nick đầu tiên này thì đến từ uh, server gà gần mới nhất của gần iopc đấy là gà master Ác bạn này thì mình mới làm cd top cho bạn đấy khoảng 3 hôm bạn đây uh, bạn ấy quyết định nghỉ game rồi anh em ạ ác đang không biến anh à, Nick đang à, sở hữu một cái lây gần quạt tiên hoa tiên hoa tuyết thương cổ gậy và có cả cái gì nhỉ hôm nọ quay được mấy cái hồ lô hay sao ấy ừ, mấy cái hồ lô nữa thì phải rồi cá chép mới đầu tư ác này đầu tư vào đây là 15 triệu đấy, anh em ạ mới đầu tư xong đây được tuần vừa rồi anh em mới đua tốt là series anh em đấy nay thì bạn ấy à, không chơi đâu, cứ định bán rồi Ác thì đang sở hữu một con uh, Bạch Diệm Thánh Hổ với uh, đủ phun thức rồi anh em ạ Và con khỉ này nữa Tất nhiên thì Bạch Diệm Thánh Hổ phun thức thì uh, giờ anh em cần su ra hạn thôi Cái uh, đòn nhập ma và đòn đánh trên cao là hai cái ngon nhất của uh, con này Thì mình đã thức nó lên level 2 rồi Còn uh, con nhập ma, à, con con đòn đánh trên cao thì nó ở đây mình ném nó ở đâu á đây level 3 rồi bây giờ anh em lên thì cần kiếm cái đá dung hợp này thôi tức là đá dung hợp có 9 cái thì tổng là cần 10 cái anh em ạ thì anh em bói thẻ kiếm những cái nữa bói thẻ anh em kiếm xu khóa thôi còn nói chung nó đủ nó đầy đủ các skill rồi hai cái mạnh nhất thì sẽ là nhập ma và bạch diện thánh hổ thì à và và đòi trên cao thì sẽ nhập bằng cái trên này còn hai cái dưới thì huyết thống thánh thú mình đã lên level 2 ở đây rồi. Lên level 2 người ta có thể lắp thêm một chiêu nữa ở đây. Anh em gia hạn thức tỉnh cái này. Còn cái cuối cùng thì anh em tùy các bạn chơi. Chơi theo mình là chơi cái thần thánh tâm mới đi. Còn sau này anh em có nhiều đá thức tỉnh và đá dung hợp thì các bạn có thể lên mắt. Còn bạch diện đánh hổ này full skill mạnh nhất của nó. À, thì đang phong ấn những con pet nói thật anh em nó level và chỉ số nó hơi bực cùi anh em chơi dần để cho nó lên cao anh em nhé đây đang phong ấn tạm nó để lấy tốt thôi chưa sửa lại đang để cùi cùi thôi phong ấn con rồng với lại con này còn có level 60 thôi còn chưa trùng sinh gì cả thật nó bệnh thì đang xài một con tối à, các skill tối ở đây nếu anh em muốn chơi nước thì đã có phản chiếu anh em ạ đã có kỹ năng phản chiếu không biết là bạn à cất đây không có phản chiếu cao ở đây thì anh em sau này chơi con nước hoặc học skill đất kêu đúng thì tùy anh em nhé hiện tại thì đang để con con uh, tối này Ôi oh, review hơi nhiều nhỉ Ừ bạn này bạn ấy bảo bạn ấy nhận được công trình gì nên bạn ấy nghỉ không chơi nữa mới đua tốt xong bán nhiều đấy anh em nhỉ biết bạch diệm đánh ngủ có con nào tốt à có em ạ em đợi tí thì có đấy sơ sơ anh em nhá top 1 của gà trong lực chiến rồi gần như là gấp rưỡi gấp đôi ông top 2 rồi à, ông Thomas lại quay trở lại game này ông này em nó đua tốt được uh, đúng à đâu nhìn, 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 như là ông này tôi nhiều ông này ông Thomas khác rồi con này thì chắc bán cho anh em với giá là tầm xem là mới đua top xong uhm, bán uh, top 1 của xe mới để anh em có thể qua đua tốt tầm uh, thôi thì bán 3 triệu rưỡi anh em ạ anh em qua đô top mới uh, đầu tư uh, 15 củ vào đây rồi bạn ấy định uh, tặng anh em chơi nhưng mà thôi có quen ai đâu mà tặng anh em nhá anh em tiếp tục lên đang trang bị vàng rồi lên nhanh phết game sắp sập à mà bạn bán nhiều ác vậy à? nhiều ác khác bán đấy chứ nhưng mà tôi chỉ like được gần này thôi giờ này tôi ít like chứ ngày xưa ngày nào chỉ có siêu đi bán ác từ uh, nhiều uh, nhiều thời gian qua nhưng đợt này tôi ít like bán ác quá để làm lại series hàng tuần tuần một cái anh em ạ trước like bán ác toàn mấy chục nghìn view thôi mấy chục nghìn view tiếp tục nhá mình sâu lẹ lẹ một tí hello hưng nhá game nó cứ vậy anh em ạ game nó cứ uh, liên tục liên tục Rồi. Chúng ta đến con nick tiếp theo Ok quyết chung anh lưu lát của em rồi Chúng ta đến con nick tiếp theo Con nick này thì uh, Mình uh, thi thoảng vẫn uh, diễn võ anh em ạ Diễn phó ở mức 39 triệu Với chỉ số cực kỳ khủng ở level 30 anh em ạ à, chỉ số Đây là lực chiến khi tôi Điêu xuống uh, Dưới uh, 39 triệu Còn nếu như full thì nó sẽ cao hơn Tùy anh em thôi tôi đang để đây lười tháo ra anh em ạ nếu mà anh em cắn mấy con này thì nó sẽ mạnh hơn nhưng mà nó cứ vượt quá lực chiến. Đấy, như này anh em bắn nhau cặp này nick này thì đi sướng lắm, mình livestream mấy lần rồi đấy. Đấy có đang sở hữu một con Phượng Hoàng Lửa thức 344 ở đây. Anh em thích chơi con khác thì chơi. Con này thì uh, nhìn lực chiến nó không to bởi vì tháo đồ để chơi mốc dưới anh em ạ. Bây giờ anh em mà lắp lên các mốc cao cái lực chiến nó sẽ cao ngay thần mệnh chính đâu à. này thì uh, bên uh, server cả gì nhỉ? À, uh, mạnh 85 năm, năm. À server gà Phi Vũ. Đúng không? Với giá là 3 triệu 700k anh em nhá. Uh, 3 triệu 7 mà anh ấy vừa nạp 200 000 lấy cái đột biến xong ủa lấy cái đột biến còn chưa chấm lắp đột biến vô lấy làm gì đây Đây là những châu báu mà lắp chưa mát anh em ạ kim hồn kim hồn phụng rồi phụ ma thì cũng mắc nhưng mà anh ấy chắc cất trong két nói thật game sập thế nào được tôi còn đống vốn ở trong game đây nhìn tôi nghèo nghèo này thôi nhưng không phải vì tôi nghèo đâu mà tôi đầu tư ở trong game làm các kèo game rồi trả góp ác đấy phụ ma phụ năm đủ các kiểu này thật ra là anh em mua về con này về giữ như này để chơi uh, mốc bắn nhau thôi còn các bạn thích thì các bạn lắp đồ vào xong các bạn tháo ra thôi chứ nó không bị làm sao cả Đây là lười lắp lại thôi Để như này đi bắn nhau anh em chỉ số rất khủng Gà phi vũ nha, chúng ta đi có đích tiếp theo Anh em yên tâm game sập đầu tiên thì tôi chết là người đầu tiên và Tiếp theo thì các bạn khác Anh em không phải lo game sập Vẫn ngồi ở đây livestream là anh em thấy game vẫn bình thường rồi Mình kiểu mình làm khá là những cái kèo các bạn nạp 50 triệu hết hay 56 hết gì gì đấy mình sẽ cần phải bán xu mình bán chưa hết thì nó om vốn ở trong đấy hay nhiều khi rồi các bạn mua ác trả góp ác 30 triệu thì các bạn trả mười mấy mười năm mười bảy hai mươi gì đấy còn lại các bạn lỡ một đống bạn ra đấy thì bây giờ mà em sập một cái ông ấy không trả tiền tôi thì biết đòi ai bây giờ nhìn thì đàng hoàng nhỡ lỡ nó sập thật thì đòi khó phết đấy không giá đi thôi là như game có sập thì các bạn cố gắng trả tôi 80 phần trăm nhé tôi chỉ đòi thế thôi có ác mấy xe vào đầy đầu lực chiến 2 tỷ à? có tí nữa có anh em ạ à. Ôi con nick này đang tháo đầu à anh này à, sao lại đang cầm vũ khí không chính đợi tôi tí nha con nick này à... nhầm nick à? Chúng ta cầm lại chính nha, có đích này lực chiến lên tới à, Mặc dù không có kiếm với lại cung nhưng mà lực chiến rất khủng, và chỉ số khủng anh em ạ Tốc độ à, 777 Và lực chiến gần một tỏi, à, nhanh sát luôn Nhanh sát gần một tỏi Có ác tốt, gà sống xét ạ, à. đợi xíu anh em ạ, à, tôi check để có không biết à, công phu đại sư à, phun thức đẹp trai luôn Phong ấn hỏa khuyển Phong ấn hỏa khuyển thì được cái gì nhỉ? Được... À, khi chiến đấu uh, sát thương ở ma công tăng 5 phần trăm ép đam đấy wow kích bị thương lắm bụi gai các kiểu bạn ấy chơi toàn skill để đi bắn nhau tối ưu bắn nhau đây có thiên sứ có các thứ ở đây này không biết tiệt chết rồi đến 8 giờ không xong rồi 8 giờ không xong rồi 8 giờ phải like anh em thứ anh em quan tâm mấy đích như thế này đó là phụ kiện có con này 20 ngày còn mấy con này vĩnh viễn cún chưa có con này 51 ngày vĩnh viễn 22 hai, hai. Wow, cũng có hai con ít ngày thôi Con nick này bán cho anh em với giá là 6 triệu 900 nghìn anh em nhé 6 triệu 900 nghìn Nick có, vẻ anh em nhìn cái đồ nhìn nhìn vũ khí thì không được như mấy con tốt nhưng mà như anh em để đi bắn nhau thì như này cũng rất là ok thôi mua con vừa vừa đi bắn nhau giá bán con đấy là 6 triệu 900 nghìn thì sở hữu một con đại sư và khuyển khuyển phong vấn rồi còn đại sư thì phun thức để đi bắn nhau ở đây rồi thêm về cái ma thạch ốp bạn ấy đang sử dụng dán ma thạch à hơi xấu một tí để đi là cái gì để đi đá đà chơi đào đi 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 ấy còn nếu mà lắp dàn chính thì chỉ số nó sẽ to hơn như thế này. dàn ma ngọc chính này đi đi bắn nhau buổi tối đây, bạn ấy để cái cái mấy cái, cái kia để đấu truyền đỉnh cao. Còn áp đây là cái gì nhỉ? À, đi đấu truyền đỉnh cao thì để nó chạy ấy thôi, để chống đào thôi. Còn đây là ma thạch chính ngọc chính các bạn ấy đi. Mới có tháo cái gì nó ra. Không? công nước thần nước bây rồi chào nguyên nguyễn nha nếu bây giờ chơi thì nó bắt đầu thì đâu à mà khó nhỉ khó khó đấy nhỉ ok nha cái này đến từ cô la như là gà chơi tết hay gà gì nhỉ gà giống giống ánh sáng anh em gà ánh sáng rồi chúng ta đến tiếp theo đến từ gà diễn võ tôi sâu lung tung chứ không có sắp xếp để 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 tuần tới anh em ạ cố gắng tuần tới livestream thì sẽ uh, sắp xếp cái, cái 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 lực chiến rồi level cho nó ok một tí tuần này làm thí nghiệm để mua trước anh em đừng quên like clip cho mình nhá lô anh mới vô đây là ác thứ mấy à Ở ngoài bán ác thứ ra thì mình vẫn bán thể dinh chiết khấu nhá anh em cần liên hệ nhá 930 cành anh lô anh đây là thứ mấy à? Mới thôi. Ui còn mấy ác mà anh định 8 giờ live xong không kịp rồi. Chào Nhật Linh nhá, anh chưa cơm em ạ. K mời anh ơi. Đó. Vâng, chúng ta đến đi tiếp theo level chục với lực chiến là 2 tỷ. 213 triệu thì phun giáp và không có đột biến luôn. Không lắp đột biến nào cả. Lực chiến là chỉ số rất khủng như này để chúng ta chuyển sang dàn nhanh nhẹn thì nó sẽ như thế này một tỷ rưỡi level 60 thôi chứ không phải là level cao luôn Đấy, con này tốc tới 828 828 đang uh, chơi công phu đại sư phun thức quyển thì chắc cũng phun thức rồi nhưng mà chưa giá hạn thôi có ngũ khỉ phụng lửa và các con pet khác thật nó bệnh nước đây con này level 60 với đồ đạc và vũ khí như này viết 14 anh em ạ viết 14 xe nào wow hủ lao trắng vĩnh viễn luôn con này vĩnh viễn vĩnh viễn. con này nghỉ ngày thì như vĩnh viễn này gì đó. rồi phụ kiện cũng khá là ok rồi, khá ngon rồi. con này thì uh, giao bán cho anh em với giá là 19 triệu anh em nha. 19 m giao dịch sớm sẽ fix cho anh em tí nữa có bị thương ba bụi gai ba ở đây rồi nói chung là giao dịch sẽ fake em tí với level 60 thôi tầm 18 18m 18m anh em nha 18m đến từ gà diễn phó đến nick cả ác lâu lắm mình mới livestream nick cả ác nhớ cặp nick của ông vương khéo mà tự nhiên tìm chưa thấy nick của ông vương khéo đâu ui giờ bây giờ mới like được mấy con à chứ nào tám giờ kịp vào. tức là hôm nay like cả mấy con ác một trước để sale cho anh em ạ à, tôi nhớ có những lúc là bạn ấy mình bán ra bán 8 9 triệu nhưng mà có người mua 7 triệu rưỡi bởi không bán cho tới lúc có người mua 7 triệu không bán nhưng hôm nay sẽ giảm tiếp anh em ạ bay luôn lâu không xem stream của anh nha bạn công việc suốt một thời gian dài rồi đang uh, bầu nên uh, được chồng cho nghỉ dưỡng thời gian xem stream mỗi ngày giải trí ạ wow. Rồi, xin chào em nha chúc mừng em nha bầu uh, sắp sinh chưa 930 nghìn nhá Võ Quốc Duy 930 nghìn cho xin cái ác à gì có ác đâu anh anh bán hộ mà có tiếp theo này uh, đến từ uh, gà ác anh em ạ bạn này trước đầu tư ác cũng khá là khủng khiếp này một thời gian a thì cũng uh, hơi hiếm uh, hơi hiếm nick anh em ạ. 858 tốc. À, chào bạn mít thì chì tên là chi à chào bạn G nhá. đang uh, sở hữu uh, pet uh, đại sư tám năm 857 tốc nhìn rất là đẹp trai luôn hơi hiếm nick cả bán đấy như này không tẩy ấy nhỉ sao lại mặc bộ quần áo này ta không uh, nắp mấy bộ đột biến chưa à, hết đột biến à một tỷ hai ba tám xíu nay bán nhau có chín rưỡi anh em ạ ra công mắt phụ hiệu thôi mấy cái này anh em xem sau đi con này xem tầm nhiêu tiền nhỉ con này à, tốc 857 cũng cung rồi cũng à, ấy rơi vào khoảng à, nhưng mà 70 con này rơi vào khoảng à, nhìn ác này quả tóc đẹp à. ừ, cái tóc này nó tóc ừ ra đặc biệt tuần sau anh em ạ khả năng thứ năm tuần sau nó có ra đặc biệt rồi con này rơi khoảng là tầm độ hai chục đi anh em ạ rồi, tôi giờ này cũng định giá hơi chậm một tí ít ít like bán ác chúng ta đến nát tiếp theo nhá con tốt mà đi anh em muốn mua con nào liên hệ nha phích được sẽ phích cho các bạn nhiều con phích được vài củ mà. nhiều con thì cũng chả phích cho nghìn nào anh có vợ chưa mấy vợ rồi tuần sau gạc biệt anh em ạ nay lay like sớm để 8 giờ live fanpage không ạ? Sợ không kịp đấy. Rồi, con này bán 6 triệu 7 anh em nhé. Mấy lần live bán 8 triệu, có người chốt 7 triệu rưỡi, 7 triệu mà ông không bán. Giờ không chơi nữa rồi, bán anh em... Có, có cả bị thương năm ở bụi gai ba đi bắn nhau tầm này đã ok rồi đang là đang hết đồ nhưng phải tôi lắp vô nha đang mới đua tốt bạn ấy có bạn ấy bảo không bận không chơi được mới kiếm được kèo mới kiếm được kèo công trình gì đó có thức rồi anh em bạn nhưng mà bạn ấy không gia hạn ở đây có đồ pet vĩnh viễn xem mình tám năm ờ cảm ơn nhá có hỏa quyển ss và có con phụ hoàng lửa có thức tỉnh ở đây rồi anh em ạ thức khuyển thức phun khuyển mới lại phụng lửa rồi thấy không hình tấn công à hình tấn công thích tấn công có vẻ như mấy ngày không ngon à có vẻ như bạn này mấy ngày không ngon anh em Chưa rất gold 6 triệu 700 nghìn anh em nhé bạn nào mua liên hệ sớm gà vườn hình ừ. như vẫn một cốt vip chưa cắn mấy con này chú rất gold đâu rồi à? đầy gold sơ sơ này anh em ạ, chưa đột biến nhất thứ gì cả, chưa kích tiềm năng luôn. ác này uh... oh, dùng cái xét đèo thế, đây xét ngon vậy, lắp cái xét đèo đèo vậy. Uh, chỉ số trâu như này anh em ạ, chưa kích tiềm năng và chưa gia hạn. Uh đồ pet, Đác này thì uh, phụ kiện rất là xị, Đác này phụ kiện uh, vĩnh viễn hết. những con những con không có thì không nói con nào có rồi cũng vĩnh viễn xị xói hết đâu. 6 triệu 700 k anh em nhá, anh em dịch sớm uh, liên hệ nhá, không uh, các bạn ấy chốt mất. anh em thích to nữa thì kiếm cắn mấy con phụ kiện ảo kia vào chơi kiếm dần dần. ok gà vườn nhá anh em nhá, anh em là uh, fan của gà vườn thì uh, liên hệ nhá đây dàn nhẫn 13, dây chuyền 13 tuổi vĩnh viễn và định tình xịn bong bóng vĩnh viễn cánh 10 tuổi vĩnh viễn quần áo gia hạn lắm thế Rồi, đá năng lượng cao vẫn còn uh, 97 cái ở đây kho đồ thì anh em uh, tự xem thêm nhá sao rát vàng ngân y dễ quá vậy à chắc nó đỏ Chui đen thì cũng mệt đấy Ok mua về cho lên level anh em <laughs> Rồi chúng ta đến ít tiếp theo Đến từ gà phi vũ Cố gắng sâu nhanh Nhưng mà cũng phải Ôi, chết là ác của Quyết sai ác rồi Rồi chúng ta đến tiếp theo đến từ gà Phi Vũ anh em nha. Nick này à... em đổi mật khẩu rồi anh thấy rồi. Ác chính của Đức Anh tên là gì Nỗi buồn vô biên với mấy, mấy ác tên Đức Anh. Có gà con không bạn à? Gà con là gà vườn đấy ác 30 vừa xong đấy bạn. Gà còn nữa không? Con nick này level 70. Với tốc là 895 đồ đạc và chỉ số khủng khiếp như thế này rồi chưa 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 có đột biến Đấy, với dàn chỉ số phun nhanh nhẹn anh em em thích phun giáp thì tùy anh em nick này bán cho anh em với giá là tốc đi tới gần 900 anh em ạ công phu đại sư hổ chắc là phun thức rồi anh em ạ nhưng mà nhưng mà chưa ném vào thôi. Huyền đại sư chắc nhảy ra ngoài đấy đầu chắc trong két rồi đại khái là đại sư huyền và hổ phun thức rồi đang phong ấn một con hổ anh em ạ. Có cả phụng hoàng lửa. <laughs> sếp đã nghe vụ đội mc si bị hack kênh oh, 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 nói chuyện đấy oh, oh, tôi chéo ra tôi bàn đến mấy ông nổi tiếng khác mệt đầu lắm mấy tôi có xem bao giờ đâu sợ lắm mình sống bình thường không nên bàn bàn mai tôi ông quán nhậu với bàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mệt lắm Con nick này với giá là 27 triệu anh em 26 triệu 8 26 28. Chào Tiến Hoàng nha Sự kiện cuối cùng rất ok luôn Vĩnh viễn hết Cún 500 ngày Gần 500 ngày Bị 5 Bụi 3 Bị 3 bụi 5 Mấy Cái này mà nick top chắc nó ngon hết rồi Khỏi soi Như nhau à gần 900 tốc anh em nhá mua về bụt nhau con này thì chắc là sẽ phích được tí nữa anh em ạ này được tí chúng ta lấy tiếp theo nạp cả tỷ bán 27 triệu các ông nạp thì ai chơi các ông nạp các ông chơi mà đúng không mua thì có được lên đồ đâu tất nhiên thì cũng là thừa hưởng thôi nhưng mà có được lên đồ đâu anh em chơi bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu chiến tích anh em ấy hết rồi chào tiến hoàng và lê ca nick tiếp theo này thì uh, bạn ấy uh v50 tốc 862 tốc 862 em. Có cái uh, nón chưa rất Gold để tôi rất uh, gọn cho nó. Gold cho nó. nhiều khi rát dễ lắm, nhiều khi lại khó các à. bạn gà mới thì rát nó sẽ khó hơn anh em ạ gà cũ thì uh, nó dễ hơn bởi vì uh... kệ, okay, có cái anh em tự rát cũng được gà mới thì nó có cái uh... à, gà cũ nó có cái này đây này, này vinh dự cái này tăng tỷ lệ dung luyện cường hóa tăng 200% tỷ lệ tăng cấp 100% tỷ lệ đúc vàng 17% tỷ lệ tăng sao 5 mà và tỷ lệ dung điện là 4 đấy Vậy đây là sau này mẹ mình... à, đúng không? làm gì nhỉ tùy anh em thích lực chiến thôi Đấy. giá bán của bạn ấy sẽ là 21 triệu 8 anh em ạ 21 triệu 8 có bị thương lắm à, bụi gai ba đây rồi bị làm mà đam to lắm các bạn bị thương năm hình như nó nhảy đồ pet ra ngoài hay sao à, đây có này. Ồ. à bạn ấy thức thêm uh, mấy món nữa để chơi cho nó ấy ủa chưa nắm thế công phu ui thức nắm thế nhỉ thức để 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 chắc là mấy cái kia chỉ số to hơn với lại uh, khi vào bắn nhau thì nó khác nhau một tí anh em ạ như anh thích chơi cuồng bạo chẳng hạn anh em thích chơi pet uh, cắn chẳng hạn Gần đi nạp bán ra mất giá, cái game nào bán không mất giá, Anh em đối với em hỏi game nào làm nhiều mà không mất giá nữa, game gì làm nhiều là không mất giá rồi anh em, ví dụ một nick, uh, tôi thấy free fire là cái game gì nạp cũng khỏe phết đấy, đột kích à, đột kích ấy, một nick có uh, thấy nhiều game nạp cái tiền tỷ lắm, game thiên tân thiên long rồi nick uh, ba, ông oh ba quy xong rồi uh, kiếm thế origin, nạp cũng giữ lắm anh em ạ. 21 triệu 8 anh em nhá anh em đấy thì làm 1 tỷ thì bán được bao nhiêu? Bán được 500 không? Ờ, à, phụ kiện cũng viễn khá khá rồi, gần hết rồi Có mỗi con cùi cùi kia thôi, mấy con uh, cún lại cài không nói đâu là ánh sáng chiến chưa đột biến anh em nha chưa rất gôi cái nón nạp tỷ bán được 500 hay 500 củ à? theo các bạn thì game gì nạp vào nó bán là một tỷ mà mà nó bán được 8 900 không ta làm game thì để cho anh em phải chơi phải nạp nhưng mà bây giờ chơi mà anh em toàn lãi hoặc chơi không mất tiền thì đông người chơi hai phần trăm đông tới mấy giờ làm mà làm một tí vào mà bán được thì khó rồi chúng ta nick tiếp theo nhá đích đến từ gà đua cũng hiếm hiếm nick đến từ gà đua đấy bán ngang giá thì tự nạp mà chơi mua ác làm gì à? thật bán ngang giá thì thì chả ai mà mua nói thật bán ngang giá thì chả nào thèm mua ác à? trừ khi thằng lười à không nói thì hơi điêu lâu lâu có mấy thằng lười thì nó đi mua thôi nó mua làm gì nhỉ thuê thằng kia cày ác đi cho nó thêm ít tiền lai xong có đi làm cúc bia không ông à Lai tới uh, một giờ đêm thì bú bia với ai không? chúng ta đến nick tiếp theo nhá, hát này, uh... vâng, hát này uh, level ở uh, tốc 788 level 52 Thì từ gà uh, đua, con này thì uh, chỉ số cũng khá là ok hết, đang hết uh, tiềm năng à? tôi tự kích cái tiềm năng này cái này. Nó rèn, rất vàng, tiềm năng Cái chân đi nhìn, nhìn chỉ số cho nó đẹp trai một tỷ 3 tốc như thế này Con này khuyển Con này thì chưa có đại sư anh em ạ Chưa có đại sư có khuyển tốc như thế này bán cho anh em với giá là có thức tỉnh khuyển anh em anh nhé thức phun thức là bốn ở đây rồi với giá bán là 7 triệu rưỡi có bạch diệm thánh hổ nhưng phong ấn ở đây rồi anh em thích tháo ra chơi mà theo tôi thì để đây đi tầm level vào như này anh em bu khuyển đại sư ờ, có đại sư thì ngon hơn bu khuyển thì hơi vất nhỉ bảy triệu rưỡi anh em nha thấy bắn nhau kiểu à, đấu trường à ôi giời. cứ nói thế thôi chứ chơi mãi thì nó không, cũng chán thôi anh em ạ có khủng long trắng vĩnh viễn anh em ạ con cún sắp hết hạn con cún thì em cày chắc được đúng không giờ tốt nó cày con cún làm gì cũng vững viễn viễn à, gần hết anh em ạ mấy con đều đẻo này thì nó cũng không cần vĩnh viễn cũng đại ca thì à, anh em à, đi nhiệm vụ thì đấy kiếm mà tội quên mất rồi đi đấu trường không gian là giờ còn kiếm được anh em đây chiều rưỡi cả đua anh em nha bạn nào thích giáp thì nắp giáp vô đột biến đột bụng vào thì cũng hơn 2 tỷ đấy là dành cho anh em thích lực chiến chơi xong đến tối áp lực chiến mà nhìn nó cũng đã mà đúng không chúng ta đến con nick tiếp theo rồi 47 rồi còn nửa ác nữa cố gắng like sớm để đi livestream chính của ông là stream luôn hay còn làm gì tôi ngày xưa làm phụ hồ nhưng bây giờ không làm phụ hồ nữa ông ạ làm game thôi nếu mai lập kèo 20 triệu thì hết bao nhiêu à sao không làm hôm nay đi mà lạp mai hôm nay nó mới rẻ chứ mai rất hơn mà em gà nào anh mở gần thì khuya xem xong làm cúc bia được à em ở đâu hôm nay hot boy thì anh đức anh hot boy em nào như thế này gái mà thấy anh chắc chắn rằng lao <laughs> <Thảo> là... <laughs> anh mặt mũi anh già lắm rồi chẳng qua lên cam nó vậy anh ơi sen mét à rồi anh có ác em anh lưu rồi đấy anh bảo có rồi mà còn cái tiếp theo này uh, level 35 lịch chiến khoảng uh, cũng khá khá anh em ạ chỉ số to level 35 Con này thì bạn ấy sẽ bán với giá là 5 triệu 5 anh em ạ Rồi sớm thì bớt cho anh em 1-2 lít để anh em lạp đột biến Nếu như mà các bạn đi lại xa thì gọi là bớt 1-200 đi lại cà phê Nhưng mà game chúng ta thì sẽ gọi là bớt 1-200 đột biến anh em ạ Anh em à, uh, 21 à làm uh, bớt uh, tí uh, để anh em nạp được biến con này thì sở hữu một con uh, bạch diễm đánh hổ một trong những con mà có gọi là đi ở level 35 mà xịn sò nhất rồi phun thức level 4 ở đây luôn anh em ạ ghê vết đấy có con này đi bán nhau tầm level này là đỉnh rồi anh em ạ level này con hổ là bán nào nhất rồi khó chịu lắm nick này bán cho anh em với giá 5 triệu rưỡi sớm fix 1-2 lít nha fix luôn cái thẻ đột biến đi 200 nhà bán thẻ dinh mà bảy sáu ngày con ấy bảy sáu ngày con này bốn chọn năm sáu ngày hai ba ngày dung con này nhìn rất xịn à, tôi đang bảo sao mà giá nó có tầm này là do nó phụ kiện mấy con nó chưa được vĩnh à, à, viễn bán cho anh em với giá là 5 ,3 triệu ba anh em nhá chốt nhá lên deal hôm qua kia đi livestream uh, game bắt mình lên deal bị ngại vãi ngồi livestream gần ngồi bắn gần ni tuyển thủ game bắt ngồi sale lên deal thôi nhưng mà cũng vui anh em ạ lâu lâu đổi gió chúng ta đến với uh, lịch phụ của bạn ý để anh em uh, làm một cặp để đi uh, chiến đấu rồi. À, sau uh, những nick tiền triệu thì chúng ta sẽ đến với một con tiền trăm nghìn. Ok, chúng ta đến đích phụ quản lý nhá. Con này là con level 48. level 48 Tại sao mà nhìn nó có vẻ như thế này thôi mà nó lên tới giá 1 triệu 6 anh em ạ Thì anh em hãy xem Giá 1 triệu 6 Như anh em nhau bạch diệm thánh hổ thức hai món à, cũng bạch diệm thánh hổ luôn rất xịn sò luôn để anh em làm cặp cái đích kia hai đích đi uh, ném ném nhau thì ném đối thủ hai cái ném là chết một thằng quan trọng ném là cái không thôi à, cái đích này một triệu sáu anh em ạ có pet trí tôn thức được hai uh, món à, đây lên cái đòn đánh trên cao và huyết thống thanh thú để anh em có thể lắp thêm một chiêu nữa đấy kiểu vậy nhập ma chưa có anh trả lời mét bán thẻ dinh à mét mét em, mét em tên là gì anh có thấy đâu nó tin nhắn chờ nhiều khi các bạn chờ lê đình tâm nhá các bạn nhờ. ok đây anh thấy rồi à, hôm nọ em tạo nhóm luôn nó tin nhắn chờ anh thấy rồi anh em mua thẻ dinh thì cứ nhắn tin facebook không thấy thì các anh em gọi điện nhá đấy quan trọng là anh em được liếm hay không tất nhiên phải gặp ai chứ gặp tốt thì các bạn có mạnh tới mấy thì nó bùng chả chết chơi game thì phải xem gặp ai nữa chứ Đây, 1 triệu 6 thôi thế thì mới có 1 triệu 6 nên bây giờ đi bán 8 triệu bán bằng giá là con hổ à quên cặp này đến từ gà gì nhỉ cặp này đến từ gà thịnh kinh 14 tuổi anh em ạ thằng G63 ở đây biết được tiện ra bán ít này luôn nhá tiện ra bán luôn anh là mua liên hệ nó mới lên tốc của 1032 rồi kia kìa chúng ta đến đích tiếp theo một đích với trị giá dưới một triệu tôi thấy nhiều anh em đăng bài nên nhóm mua bán hát là uh, tìm mac có tài chính dưới một tỷ cụ thể là ba trăm nghìn <laughs> Chủ là 300 nghìn đó. Được chiến thuốc một Liên 4 tỷ à Bạn ấy dạo này làm gì lên ác khỏe giữ ta Anh thấy xem mà mới ế Hình như nhầm cái server hay sao ấy Server chuẩn là phải uh, Ánh sáng à này là server gì đây Hình như Hình như nhầm mẹ luôn nhiều mát anh em ạ rồi thế là ừ, tôi nhớ là cái ánh sáng mà rồi đến con sau đi à, lốc lại đi đến con khác trước rồi quay lại con đấy ánh sáng của ông Huy nhầm 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 chứ sao ra cái con 40 của bác vậy mà bán đấy được G63 AMG của tôi bị vỡ cấp buồn Ừ ok thông tin đứng tên tôi mà anh thấy xe vào mới dung luyện có gia hạn được không à? Mấy vũ khí á? Cái được hay không? Ok rồi, nhận thì nhận tiền chuyển khoản mua thẻ của Đông Hồng rồi nhá. Đấy, anh tí. Hai lần trước dung luyện, đó cái nào sẽ không gia hạn được, nó chí cái nào nó không gia hạn được nhỉ? dưới 1 tỷ cụ thể là 200 ừ thì mấy ông ấy trôn và chúng à, ta đến cái nick 30 tiếp theo đi để xem mà này bán lại còn 30 uh, sấm xét à Rồi, hạn cái này cái đã. em đợi tí nhá. Tôi nạp cho các bạn cái thẻ dinh nhé, các bạn ấy mua mấy triệu. Ủa cái thôi. Một... Rồi, chúng ta đến nick uh, tiếp theo 30 này, con này thì vui vui mua về uh, Chơi túc tắc anh em ạ Một con uh, 30 mà cấp 3, cấp bổng như này, bây giờ khả năng nó chỉ rơi vào khoảng giá độ uh, Bệnh viễn à Pet uh, rắn cảm ơn các bạn Dũng nha đây đợi tôi tí tôi là mà các bạn này fix sâu sâu tí anh em mua cho nó cho nó bay sớm hết hạn có thấy được đâu à vũ khí gì vũ khí của em là vũ khí gì mà lại không ra hạn được nhỉ em đọc tên vũ khí nào căn 247 anh không em ơi anh không chơi nhiều linh tinh các nơi đâu con này 51 triệu nhưng mà bán chắc độ uh, Nhiều nhỉ Lâu không bán với con nhỏ quá như này Ngày xưa thì uh, nhìn cái ra giá, giá Nhưng bây giờ lâu không bán mấy con bé bé như này à, Này toàn bán nick to đó. Tầm nhiêu tiền được con này nhỉ anh em nhỉ Để ra bán cho anh em uh, chơi nào Mấy anh em hay mua bán nick nhỏ nhỏ Trước mình hay bán nhiều nick nhỏ Nhưng mà thời gian gần đây thì chủ yếu đích to thích bé kiểu đích nhỏ thì khi like nhiều quá không like được ấy. thần tiện anh em là nhờ đích nhỏ thì bán cho nó giá trước thì đẹp con này chắc bán cho anh em tầm chấm uh, bán 200 anh em nhé 200 hôm nay 220 gì đi bất công người ta chơi cày quốc ác như này bán 100 Rồi, đến nick tiếp theo nha. Trong 100 bạn 200. 200. Đầy hôm mới công cứ bảo ác mẹ 100 tôi bán 300 đầy ông mua. Cái ác người ta như thế bán 300. À, bán 100. Thôi dù có 100 thì cũng bán 200. Ác giao dịch nó phải 200 trở lên, 100 nhiều khi chơi cái gì ít ra người ta bán thì người ta qua cả mới làm được cái đột biến đúng không <laughs> kiếm thánh super Ná thần lê gần hoa tiên à kiếm thánh super Ná thần lê gần hoa tiên à? anh nói thật nhá hai kia không biết nhưng lê gần hoa tiên là có gia hạn được rồi ra đến nick uh, tiếp theo của uh, ông ý với level 70 với giá là 300.000 nghìn, 320.000 nghìn anh em ạ. 320.000 lịch lực chiến là 136 củ 400 à sở trung 136 triệu lê gần hoa tiên. Con này mua về trải nghiệm game tức tắc có cái gần xịn xịn để anh em đi bắn nhau trông nó cũng ngon ngon này. 320 cành Hồi xưa lúc mình bán chỗ này nhớ level dự bé hay sao bạn ấy cày 70 rồi anh nhận bán hộ ác không mà có anh em cứ gửi đi gửi thì mình sẽ like thứ năm hàng tuần bây giờ anh em gửi luôn thì mình like luôn được Chứ chung 8 giờ tôi có lịch like fanpage nhưng khả năng cố vài con nữa tí qua fanpage xem dung luyện anh em nhé tuần sau sẽ có gà đặc biệt qua dung luyện tuần sau có gà đặc biệt thì anh em mình cày gà đặc biệt nha chuẩn bị tài chính cho gà đặc biệt nha anh em nhá anh em nào muốn mua thẻ dinh hay nạp kèo gà đặc biệt thì liên hệ tôi nhá rồi chơi chơi anh em ạ nào, con túc tắc này game đến từ gà ánh sáng 320 trăm hai mươi cho đến nick tiếp theo đến từ gà robot của ông dũng anh em xem thì xem từ đầu đến uh, đít nhá à, đến cuối nhỉ phát hình nhá, nạp nhiều thì bán được mấy? Ừ mới đọc xong. Gần PC mình còn giá còn ok chán. Origin nạp 4 5 tỷ bán được có trăm mấy kìa. Bán hung bán sớm thì còn chưa được trăm ấy. Ừ, PC mình thấy có con ác nào lệch làm đến gần đấy tiền đâu mình vẫn có giá hơn trăm củ này Ok phát hình nha xíu xíu mình check nha thấy không nạp có nạp thiếu không à có luôn nạp thì còn nạp thiếu nữa có nạp anh có cho nạp lợ cho các khỏe và nick tốt cái gì đấy thôi tùy nợ bao nhiêu thôi chứ còn Ví dụ nạp cho em em đàng hoàng ok em trả anh ấy. nạp cho cái thằng nó cứ mồm thì ok nhưng mà mai nó mất hút rồi con nick tiếp theo này của Hùng Dũng à đây à con này level 70 anh em ạ ở à đây xem à. ông ấy chốt giá bao nhiêu đây Ôi, cái này, sâu cái đấy anh em nhá nhẫn đây dàn nhẫn dàn nhủng ở đây dàn châu báu đây đang xài hồ lô hoa tiên chơi cái hoa tiên này cũng hay, tự nhiên có cái hồ lô anh em mà thích xanh chơi cái hồ lô hết nhỉ Có okay, cái cánh 7 tuổi vĩnh viễn rồi đồ dạc nhẫn gia hạn 1 năm Có pet uh, hỏa khuyện uh, Bùn thức đang phong ấn uh, con, uh, con 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 uh, Nguyền Vũ Để uh, tăng giảm thương, ngày trước nhà tốt hay phùng phòng phong ấn con đấy để tăng giảm thương nhỉ đấy, có đồ thức level 4 ở đây anh em mà bạn chưa ra hạn hắc á mà giáp đen ở đây con này thì nhìn là ngoài cũng ok và tốc là 713 có mỗi cái đấy là phụ kiện thú cưới còn ý nó 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 không được quá xịn sò như một số nick thôi này 34 này 128 245 3 ngày vĩnh viễn 202 23 Cái này bán cho anh em với giá là khoảng 2 triệu 7 2 triệu 8 đấy anh em nhé 2 triệu 7 2 triệu 8 từ gà tranh tài Ngọc An cũ đã lên viết 15 đây anh em lên tốc trên 900 rồi Ngọc An bây giờ chỉ số khiếp phết đấy Ngọc An đây này Ô, xong rát gôn nó này vào cam này mờ thế à? à nó bị lỗi đấy đợi tí mình chỉnh nhá nhìn con ác ngọc an tự nhiên nhớ cái nhớ một thời một series anh em mình cày ngay cái đêm nha rồi kệ đi rồi tầm 2 triệu bảy uh, 7 triệu 8 con này thôi anh em nhá anh em giao dịch sớm phích cho tí nữa cho khỏe với kiểu tí nữa cho khỏe ta đến đi tiếp theo đến là robot một hai con nick uh, top anh em ạ chắc là con này bị đơ rồi à, được. có ác nào vài lít không ạ à? có một có Nãy giờ mới có hai con tí chắc có thêm sao mua cái thẻ dinh 500k xong anh test xe ác em luôn à ừ đưa ác em đây tí anh like fanpage luôn nhưng mà dung luyện không lên đừng có buồn anh là được dung luyện không lên đừng có buồn anh chúng ta đếm nick sinh viên remit nha nick tiếp theo level 70 mươi chiến tới 929 anh em ạ 929 với giản nhiễn uh khá là trâu bò. Và quên lực chiến khá trâu bò. Lực chiến chưa đột biến anh em ạ. Chỉ số rất khủng lên tới trên 30.000, 30.000 ở đây. Có cả kiếm và bạch và cung. Đói. Kiếm và cung. Do nick này các bạn nhìn thấy lực chiến không quá cao bởi vì cái vũ khí này bạn ấy không phong ấn uh, giáp để cho đam cho nó to. Nhưng mà nick em là nick nào? cung uh, phu đại sư hòa wow, khuyển trung phun thức này có gia hạn hay không thôi bạch diệm thánh hổ phun thức ở đây à, đại sư còn khuyển anh em thích chơi thì anh em uh, ra hạn thôi bạn ấy uh, có rồi nhưng mà bạn ấy vứt được két Đúng đồ nhìn hoa mắt luôn nhìn hoa mắt luôn chúng ta xem xíu chúng nick tốt mấy cái này nó ngon hết rồi người soi thần hồng bệnh nước Đấy, nước lên skill uh, tối này đam thốn lắm anh em ạ chúng nick này đi pk là mạnh lắm tốc 929 chưa đột biến anh em đột biến vào cái là chỉ số châu khủng khiếp ngay vẫn còn bộ đột biến mới đây có phụ kiện VIP 13 vĩnh viễn khủng long vĩnh viễn ở đây con này vĩnh viễn đây anh em ạ nick này chắc bây giờ bay cho anh em tầm khoảng trên 30 củ anh em ạ anh em là mua thì liên hệ tôi để tôi chốt cái giá đẹp cho anh em có thể mua về đi đi bán nhau phụ kiện full gần như full vĩnh viễn rồi có là con 13 vĩnh viễn có không có 14 anh em ạ bởi vì con 14 đấy thì chỉ một ít người có thôi con đấy nó thuộc dạng hàng khủng hiếm rồi ok nha ngày ba tập trên 900 thì bán nhau tầm này là cũng xịn rồi anh em ạ anh em có thể lọt vào bảng xếp hạng này đi để đi bán nhau rồi. Nhưng cũng hơi vất một tí sau là mấy con đầu tiên Sao anh bảo tự cày mới vui mua ác chơi không vui à Chú này ra vượt Ông lười ông không có tiền thì mua ác mà chơi chứ đúng không Chào Tiến Hưng nhá Anh nói không vui là là cái mồm em đấy Mình nói mình chả nhất quán hôm trước hôm sau gì cả Cái mồm em ngày nào cũng vào chỉ đi phó bản phó bản Rồi ta lấy tiếp theo nhá Con này đến từ gà tranh tài đây là đến mấy con top và cả mờ anh em ạ. Tự nhiên anh em gửi nhiều link thế. kịp chết. 8 giờ rồi. Delay like rồi anh em ạ. Phải đi like fanpage rồi. Quá 8 phút rồi. Trừ lương like được 500, trừ lương còn 300 à. Nick nãy anh báo giá nhiều, nick nãy nick nào nhỉ? Hát à, bây giờ rẻ quá, toàn nạp tiền chục triệu, trăm triệu, tiền tỷ nữa chứ em. Chào Trang nhá. Thôi khả năng là để mai làm cho anh em cái series nữa đi anh em nhé, cho nó nhiều nhiều. Chứ bây giờ phải ọp mất rồi không kịp rồi anh em. Mai mai anh em nhé, mai làm series nữa. Thứ năm hàng tuần nhưng mà bonus thêm thứ sáu chứ không. Người ta đuổi việc tôi. Làm được có Mai mai là cái nữa đi, nick của khoa để mai đi nhé Nick khoa, đi đuôi 2018, ID ấy. người ta trừ lương rồi Và chúng ta đến nick tiếp theo của bạn Long Oanh Có một cái chỉ số rất khủng và tốc độ 92 của phụ kiện như này giao bán cho anh em với giá bán là gà mờ nha, gà mờ nhá hôm qua kia bạn ấy định bán rẻ đi nhưng mà thôi để lại chứ bán cho giá được giá một tí chứ sao mà cứ phải bán rẻ nhỉ nick mới ao á trên ba chục anh em có gì báo nha có nick này thì tốc trên 900 ngày xưa nick uh, nick này là vui thôi nhé ngày xưa đấy ngày xưa là một thời livestream suốt đấy cũng có nick này thì cũng có đại sư bạch diệm thánh hổ các thứ phun thức đấy anh em ạ anh em ra hạn chơi anh em mua thì tôi có thể bán xu cho anh em. Một uh, ví dụ gia hạn là hết 8k rưỡi bán cho anh em 150. Nói chung là 100.000 được là 5k 5 xu, 1 triệu 000 5k nhá. Full level 4 hết cả các loại pet ở đây rồi, anh em gia hạn chơi thôi. Anh em bỏ ra vài trăm nghìn là gia hạn hết. Có bán xu GM nhá. Xem phụ kiện nick này cái đã. Cũng Long trắng 15 con này bán cho anh em với giá là 28 triệu nha anh em nhá. Đồ đạc rất là ngon, vinh viễn các kiểu hết rồi. Chỉ 28 triệu thôi. Anh em sẽ sở hữu được quân con đích đi bắn nhau mà sướng tay rồi. Chỉ 28 triệu. Hôm trước tôi giao tận 40 triệu ấy bạn ấy muốn nghỉ game anh em ạ rất luôn em mua bán luôn nha hôm trước giao từ lúc 38 và 9 triệu bây giờ bay luôn vẫn còn đang quả Nói chung là cái xét này là không phải ít nào cũng có đâu Ok là nick tiếp theo nha nốt con này anh em ạ sorry các bạn khác mà chưa sâu kịp bởi vì bây giờ mình phải like luôn muộn mất uh, của người ta 10 phút rồi 11 phút rồi tắt đi xong rồi setup up nó, muộn một lúc rồi muộn quá ta đến nick tiếp theo nha nick này, này cặp nick kia anh em mua hai nick về chơi luôn không chơi bố có thằng nào cả ba mươi còn mà anh em mới like xong đó bán trong nào đâu hay để lần sau lên quả lưu chút đơn luôn ác số 1 ác số 2 nhỉ ừ, lần sau mình sẽ gọi ác số mấy nhé à, rồi quên đấy yeah. nhỉ. sau tôi sẽ livestream mình sẽ để ác số mấy để anh em có gì cần biết like page của Gunny anh em lên võ Gunny Facebook của Gunny ra có nick tiếp theo này của bạn này tốc 920 Nick này hồi trước khi mà tôi giao cách đây tầm hơn một tháng có bạn mua với giá là ba chục đấy nhưng không bán bây giờ bán cho anh em với giá là khoảng chín hai mươi chỉ số khá to bị thương năm đích này bắn nhau trâu anh em làm nick này đi bắn với đích kia là vừa cũng có đại sư cũng có hổ khuyến thì chắc chắn nick nào tích tốt lúc nào có khuyển bởi vì khuyển có trước đấy đó à, nó quyển hay đại sư có trước nhỉ quyển nhỉ rồi đích này bán cho anh em với giá là khoảng hai mươi bảy hai bảy m anh em ạ cái này khá trâu đấy anh em ạ bận nhau khỏe phết đấy ngày xưa tôi đi bắn nhau gặp đích này rất trâu nhá hiểu nó trâu cái dàn ấn như cái gì luôn tốc không cao nhưng mà khá châu bò anh em ạ vì thế trước bán 30 đi giờ giao dịch sớm fix thêm cho anh em nhé các bạn nha, hầu hết các nick giao dịch sớm sẽ fix thêm cho anh em bây giờ thì mình ọp đi like fanpage đủ cái này không muộn quá rồi. chào anh em nhé các bạn nhớ like clip cho mình anh em muốn mua anh em liên hệ theo facebook số thoại phía dưới của tải clip nhá mình sẽ giao dịch là các bạn sẽ chuyển khoản sau đó mình sẽ gửi cho các bạn check check ok các bạn sẽ gửi chứng minh nhân dân số điện email mình đổi thông tin cho các bạn đổi ok mình sẽ chuyển tiền các ác nha bye bye anh em sẽ hẹn anh em vào khoảng chín giờ ba chúng ta sẽ live cái npc đi diễn võ ok